Hoan hỉ chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Giàu Sang. Quý vị thân mến, trong phong thủy thì vị trí đầu giường là nơi hội tụ nhiều năng lượng, giúp cải thiện mối quan hệ của vợ chồng và đặc biệt góp phần trong việc thu hút tài lộc giàu sang. Đặc biệt, nếu quý vị đặt thứ này ở dưới gối ngủ thì không chỉ giúp kéo phú quý về nhà mà còn đem may mắn và sức khỏe cũng như là bình an cho cả gia đình. Vậy nên đặt gì ở dưới gối ngủ đây? Hãy cùng Phong Thủy Giàu Sang đi tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Thứ nhất là đặt bùa đầu đỏ dưới gối. Thưa quý vị, các chuyên gia phong thủy cho rằng đặt dưới gối ngủ bùa đầu đỏ sẽ có tác dụng như một chiếc bùa hộ mệnh, giúp hóa giải vận đen, đem lại may mắn cho cả gia đình gia chủ trong tương lai. Bởi đặc trưng của đầu đỏ là vỏ ngoài màu đỏ bắt mắt, màu của sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Chính vì thế, trong quan điểm xưa, đầu đỏ là một vật phẩm phong thủy giúp thay đổi vận mệnh mà nhà nào cũng nên có. Đầu đỏ không chỉ giúp hóa hung thành cát mà còn là đồ phong thủy giúp cho đường tình duyên được suôn sẻ như ý. Vì vậy, nếu gia đình đang gặp vận hạn, làm ăn thất bát, con cái ốm đau bệnh tật thì bố mẹ nên thử áp dụng cách dùng bùa đầu đỏ để đem may mắn về cho cả nhà. Cách làm bùa đầu đỏ như sau. Đầu tiên là cần chuẩn bị một nắm đầu đỏ căng mập, không bị sứt mẻ và một túi gấm màu đỏ có dây rút. Sau đó cho những hạt đậu đỏ vào túi gấm, nếu là nam giới thì cho vào 7 hạt, nếu là nữ giới thì cho vào 9 hạt. Sau đó rút dây lại và đặt túi gấm này dưới gối của mình khi ngủ. Cứ cách một tuần, các gia chủ lại thay đậu mới một lần để vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa phát huy tối đa công dụng siêu tài hút lộc của bùa đậu đỏ các bạn nhé. Thứ hai là đặt đồng xu dưới gối. Nhiều gia đình thường lựa chọn đặt tiền đồng xu dưới gối để hóa giải vận xui đeo bám, siêu tài, cầu lộc, cầu mong sự bình an, ổn định cho gia đình và người thân. Đặc biệt là với những gia đình đang xây dựng nhà, họ thường đặt đồng xu dưới gối để cầu cho quá trình xây dựng, hoàn thiện của ngôi nhà được diễn ra suôn sẻ, tránh được những sự cố ngoài ý muốn. Nên đặt một đồng xu dưới gối vì đồng xu này là đại diện của tiền tài, sự giàu sang, phú quý. Vì vậy, đặt tiền dưới gối cũng tượng trưng cho việc cầu tài lộc, gọi giàu sang, phú quý cho gia chủ, giúp con đường tài vận của bạn được hanh thông, thuận lợi, bất ngờ. Đặt tiền xu ở dưới gối là phương pháp cầu lộc, siêu tài được nhiều gia đình coi trọng. Đặt tiền xu dưới gối còn là một phương pháp gọi tài lộc được nhiều gia đình áp dụng. Nhiều gia chủ đặt tiền xu dưới gối để thu hút sự giàu có, gặp may mắn trong làm ăn, buôn bán. Vì vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn trong sự nghiệp, công việc, hãy đặt một đồng xu dưới gối để hóa giải cải vận, tiền chảy vào túi ào ào. Thứ ba là các món đồ tuyệt đối không để dưới gối ngủ. Ngoài hai đồ vật nên để dưới gối là bùa đầu đỏ và đồng xu, các gia chủ cũng cần phải ghi nhớ 8 đồ vật tuyệt đối không được để dưới gối ngủ để tránh sai phạm phong thủy, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ. Các đồ vật cấm kỵ đó bao gồm kéo. Trong phong thủy, kéo là vật rất sắc và nếu bạn không cẩn thận, rất dễ mang đến tai họa, đặc biệt đặt dưới gối. Một mặt có thể gây thương tích, gây đổ máu không cần thiết. Mặt khác thì nó cũng có thể thu hút những điều không may mắn, khiến bạn dễ gặp ác mộng. Đặt gương dưới gối không chỉ dễ bị vỡ mà còn làm hỏng giường. Đáng sợ hơn nữa, gương là vật phẩm phong thủy quan trọng, có thể lập phương vị và thu hút những thứ không sạch sẽ, uế khí. Sau khi mọi người đi ngủ, những đồ vật không sạch sẽ này có thể nhân cơ hội bước vào giấc mơ của bạn, thậm chí gây ra những cơn mơ kinh hoàng. Lược. Nhiều cô gái thích để chiếc lược dưới gối vì chúng đẹp hơn. Có một câu nói rằng để lược dưới gối sẽ có một mái tóc đen và đẹp. Thông tin này là một sai lầm nghiêm trọng. Vì vậy đừng làm theo, nếu không rất dễ gặp phải ma nữ tóc dài vào ban đêm. Túi thơm. Một số người muốn chất lượng giấc ngủ tốt hơn bèn đặt túi thơm chứa các hương liệu an thần dưới gối. Điều này là không nên. Khi túi thơm không được đặt đúng chỗ, nó sẽ chứa một số vi khuẩn nhất định, mùi hơi khó chịu, sẽ gây các bất lợi cho sức khỏe con người. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn đèn xông hơi tinh dầu, vừa tốt cho sức khỏe, vừa an toàn, đồng thời có thể tăng cường vận may, tài lộc. Hãy lưu ý điều này bạn nhé. Đồng hồ báo thức. Đối với nhiều người kinh doanh, họ thích đặt đồng hồ báo thức dưới gối để họ có thể thức dậy đúng giờ mà không lãng phí một phút một giây nào. Mặc dù đây là thói quen tốt, nhưng về lâu về dài thì không tốt cho sức khỏe, tinh thần cũng không no đủ, héo úa. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó thậm chí có thể gây nên suy nhược thần kinh. Tốt nhất bạn nên đặt đồng hồ treo tường cách xa giường ngủ ít nhất 3 mét. Đây là lựa chọn tối ưu. Đồ điện tử. Ngày nay công nghệ được phát triển, mọi người thường không rời khỏi các sản phẩm điện tử như điện thoại di động. Sau khi ngủ vào ban đêm, họ đặt điện thoại di động, máy tính bảng và máy nghe nhạc trực tiếp dưới gối. Bức xạ của các sản phẩm điện tử là khá lớn. Nếu nó quá gần với bộ não của con người, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa không may mắn trong phong thủy phòng ngủ. Đặc biệt là bạn nữ đang mang thai, phải chú ý hơn. Tiếp theo là kim chỉ bao. Bên trong bộ dụng cụ may phải có kim và chỉ. Kim là những vật rất sắc và dễ bị tai nạn. Chỉ có tác dụng buộc chặt, ảnh hưởng đến từ trường của phong thủy trong phòng ngủ. Chất lượng giấc ngủ không những bị suy giảm mà còn có khả năng sẽ nghi thần, nghi quỷ. Bởi vậy mà kim chỉ bao không chỉ không thể đặt dưới gối, tốt nhất là không nên đặt trong phòng ngủ. Hãy bảo quản cẩn thận trong hộp nhỏ và đặt trong phòng khách bạn nhé. Quý vị thân mến, vừa rồi là một số đồ vật nên và không nên đặt dưới gối ngủ để đảm bảo tuân thủ đúng luật phong thủy cho gia chủ tài vận hanh thông. Song, liên quan đến những gối ngủ thì yếu tố sau đây cũng cần các gia chủ đặc biệt quan tâm và lựa chọn thật kỹ càng, đó chính là màu sắc của gối ngủ. Vậy quý vị đã biết cách chọn màu sắc gối ngủ như thế nào để hợp quy luật phong thủy hay chưa? Mời quý vị hãy cùng Phong Thủy Giàu Sang đi tìm hiểu trong phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, theo phong thủy, màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết hài hòa âm dương, hỗ trợ và cân bằng tâm lý của từng người. Do đó, lựa chọn màu sắc chăn ga gối, phòng ngủ, thuận theo ngũ hành là vô cùng quan trọng để bạn có một tinh thần thoải mái trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngũ hành bản chất là quy luật vận động của thế giới, bao gồm 5 nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Trên cơ sở nhận thức về mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa 5 nguyên tố trên, người xưa đã đưa ra mối quan hệ giữa con người với thế giới xung quanh sao cho có lợi nhất, tức là hướng tới mối quan hệ tương sinh và hạn chế tối đa tương khắc. Việc lựa chọn màu sắc chăn ga gối trong phòng ngủ cũng cần phải tuân thủ quy tắc trên. Sau đây là một số gợi ý màu sắc chăn ga theo ngũ hành. 1. Màu chăn ga gối đệm cho người mệnh kim. Người mệnh kim nên sử dụng chăn ga gối đệm có gam màu sáng và ánh kim. Ngoài ra thì có thể kết hợp thêm màu nâu đất, vàng là những màu sắc tượng trưng cho sự thịnh vượng, sinh sôi. Những gam màu này sẽ đem đến may mắn, hạnh phúc cho gia chủ. Bên cạnh đó, tông màu cần tránh là đỏ, tím, hồng và những gam màu thuộc hành hỏa. 2. Màu chăn ga gối đệm cho người thuộc mệnh mộc. Mộc là cây, do đó người mệnh mộc nên dùng chăn ga gối màu xanh, có thể kết hợp màu đen hoặc là xanh nước biển sẫm. Những tông màu của thủy, bởi thủy sinh mộc, người mệnh mộc nên tránh dùng màu trắng hoặc màu sắc ánh kim, bởi vì kim khắc mộc. Thứ ba là màu chăn ga gối đệm cho người mệnh thủy. Những tông màu tương sinh với mệnh thủy bao gồm xanh biển và đen. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp với gam màu trắng thuộc hành kim, với gam màu trắng hoặc kim để bộ chân ga gối của mình thêm ấn tượng và hài hòa. Thứ tư là màu chân ga gối đệm cho người mệnh hỏa. Nếu bạn là người mệnh hỏa, có thể sử dụng chăn ga theo gam màu tương sinh như là đỏ, hồng hoặc tím. Ngoài ra có thể kết hợp thêm màu xanh, mộc sinh hỏa. Tuy nhiên cần tránh màu đen, xanh biển sẫm thuộc hành thủy vì thủy khắc hỏa. Thứ năm là chăn ga gối đệm cho người mệnh thổ. Thổ tượng trưng cho đất nên những gam màu của đất như là nâu, vàng, cam sẽ là gợi ý tốt nhất cho người mệnh thổ. Ngoài ra bạn có thể kết hợp màu hồng, đỏ, tím thuộc hành hỏa về hỏa sinh thổ. Ngoài ra thì cần phải tránh những gam màu tương khắc thuộc hành mộc, đặc biệt là màu xanh. Trong cuộc sống, những mảng màu liên quan tới sự thanh bình, yên ả như xanh dương tượng trưng cho mặt nước, bầu trời có thể hạn thấp nhịp tim, giảm huyết áp và đưa con người vào giấc ngủ nhanh hơn. Nếu bạn sử dụng bộ chăn ga gối đệm màu nóng như là đỏ, vàng, cam, não sẽ luôn trong tình trạng kích thích hoạt động, căng thẳng dẫn tới việc rối loạn giấc ngủ. Vì thế, những tông màu chỉ nên sử dụng ở phòng khách, phòng bếp hoặc nhà tắm. Còn nếu bạn muốn đưa gam màu nóng vào phòng ngủ, mà cụ thể là bộ chân ga gối đệm mình đang dùng, có thể sử dụng sang hệ màu pastel của chúng, vẫn là màu sắc đó nhưng nhạt hơn, dịu nhẹ hơn, hoặc sử dụng gam màu đó như một yếu tố điểm xuyết. Ngược lại, với những gam màu lạnh, tuy thân thiện hơn với não bộ nhưng lại khiến phòng ngủ dễ rơi vào cảm giác lạnh lẽo, đơn điệu. Một số gam màu lạnh có tác dụng rất tốt cho việc dễ ngủ như màu xanh lá cây, xanh da trời hoặc là tím nhạt. Đừng quên kết hợp với những mảng màu khác trong bảng màu để tăng tính điểm nhấn cho không gian nghỉ ngơi. Màu sắc trong phong thủy chủ yếu hướng đến việc cân bằng âm dương, đạt đến sự hài hòa lý tưởng. Âm mang sắc tối, yên tĩnh, dương mang sắc sáng của sự chuyển động và phản xạ. Do vậy mà màu sắc chăn ga gối được vận dụng để giúp tăng cường điều tốt, khắc chế những điểm bất lợi trong phòng ngủ hay là cuộc sống gia đình, bạn nhé. Quý vị thân mến, hy vọng là với những thông tin mà Phong Thủy Giàu Sang vừa cung cấp đã giúp quý vị có được những sự lựa chọn về màu sắc gối sao cho phù hợp với sở thích và hài hòa với phong thủy của gia đình mình. Còn bây giờ, xin cảm ơn sự theo dõi và chú ý của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.